nên hẹn hò bao lâu trước khi yêu chính thức? Phương pháp 1 bạn nên hẹn hò bao lâu thì yêu chính thức? Một, điều này tùy thuộc vào tần suất bạn gặp người đó và mức độ tình cảm giữa hai người. Không có một quy tắc chung nào cho tất cả mọi người. Nếu bạn và người đó hẹn hò đều đặn mỗi lần một tuần, thì các bạn sẽ hiểu rõ về nhau nhanh hơn nếu chỉ hẹn hò mỗi tháng một lần. Nếu ngày nào cũng hẹn hò thì chỉ một tuần thôi là bạn cũng đủ hiểu nhau để tiến tới yêu đương rồi. Ngược lại, nếu chỉ thỉnh thoảng mới gặp thì có thể sẽ phải mất vài tháng bạn mới có thể tiến tới yêu đương được. Đừng quá lo lắng về vấn đề thời gian để trở thành người yêu chính thức với người bạn hẹn hò. Nếu bạn thích họ và thoải mái với điều đó thì cứ tiến tới thôi. 2. Khoảng 1 đến 3 tháng được cho là quãng thời gian bình thường đối với đa số các cặp đôi. Nếu bạn đã hẹn hò ai đó được 1 đến 2 tuần và băn khoăn không biết các cặp đôi khác khi nào sẽ tỏ tình thì đừng lo lắng, rất nhiều cặp đôi bên nhau dài lâu thường chính thức yêu đương sau khoảng vài tháng hẹn hò. Dù vậy nhưng nếu cả hai bạn đều thấy ổn thì tỏ tình trước khoảng thời gian đó cũng hoàn toàn không vấn đề gì. Nếu hai người đã làm bạn được một thời gian hay thường hẹn hò với nhau thì đã đủ hiểu nhau để nhanh chóng đưa ra quyết định cho mình rồi. Đừng ép buộc bản thân mình chỉ hẹn hò như những người bạn nếu đã sẵn sàng làm người yêu của nhau. Nếu hai bạn đã hẹn hò được hơn 4 đến 6 tháng thì có thể đó là dấu hiệu không tốt, nếu muốn tiến xa hơn thì bạn nên trao đổi với người đó về việc này. 3. Đa phần mọi người cần 5 đến 6 lần hẹn hò để trở thành người yêu chính thức. Mỗi người mỗi khác, nếu bạn đã hẹn hò 3-4 lần và lo lắng vì mình vẫn chưa phải người yêu chính thức thì cứ bình tĩnh, hầu hết các cặp đôi sẽ hẹn hò 5 đến 6 lần trước khi bắt đầu nói về mối quan hệ yêu đương, nhiều đôi còn cần nhiều thời gian hơn. Nếu bạn mới chỉ hẹn hò vài lần thì đừng vội. Số lần hẹn hò này thường kéo dài trong khoảng thời gian từ 1 đến 3 tháng. Có nghĩa là nếu nhanh thì hẹn hò mỗi tuần, nếu chậm thì khoảng 2-3 tuần hẹn hò một lần. Sau khoảng 6 lần hẹn hò thì bạn sẽ có cảm giác mình có thích người đó hay không. Nếu bạn vẫn không thể xác định được thì có thể tiếp tục hẹn hò. Tuy nhiên hãy cố gắng xác định xem bạn có muốn tiến đến yêu đương với người đó hay không. Phương pháp 2. Những dấu hiệu cho thấy bạn đã sẵn sàng yêu chính thức. 1. Một. Hai bạn thường cùng nhau nói về tương lai, đó là dấu hiệu cho thấy ít nhất thì cả hai bạn đều nhìn thấy tương lai cho mối quan hệ của mình. Đó cũng là dấu hiệu lớn cho biết bạn đã sẵn sàng cho một mối quan hệ yêu đương. Nếu chỉ là tình cảm thoáng qua, hai bạn sẽ không bao giờ nhắc đến các kế hoạch trong tương lai, hy vọng hay mơ ước có liên quan đến người kia. Hai, hai bạn đã gặp gỡ bạn bè của nhau. Nếu hai bạn đã bước vào đời sống xã hội của nhau thì đó là một dấu hiệu lớn cho thấy rằng hai bạn đã sẵn sàng chính thức yêu đương. Những người chỉ hẹn hò bình thường sẽ không dẫn đối phương đi gặp bạn bè Và việc hai bạn đều thoải mái đi gặp bạn bè của nhau rất quan trọng 3. Quãng thời gian hai người ở cạnh nhau rất gần gũi và ý nghĩa Nếu không nghiêm túc thì cuộc trò chuyện giữa hai người sẽ rất hời hợt Nếu hai bạn đã trao đổi về những giá trị sâu hơn, những ký ức đau thương hay những đức tin lớn trong đời Thì đó là dấu hiệu cho thấy bạn đang phát triển một sự gắn kết cảm xúc mạnh mẽ Điều này đồng nghĩa với việc tình cảm của bạn đang đi đúng hướng 4. Cả hai người đều sẵn sàng yêu đương. Nếu cả hai bạn không ai còn vương vấn người cũ, không ai đang hẹn hò người khác và không ai còn chấn thương tâm lý nữa thì cả hai bạn đã sẵn sàng hẹn hò. Nếu hai bạn còn bất kỳ vấn đề gì cần được xử lý thì tốt nhất là nên đợi những tổn thương đó lành lại trước khi bắt đầu một mối quan hệ mới. 5. Bạn cảm thấy mình không thể ở bên người nào khác Điều quan trọng nhất là cảm giác của bạn như thế nào? Nếu bạn muốn dành thời gian cùng người mình đang hẹn hò, muốn yêu đương và xây dựng tương lai cùng nhau thì đó chính là thời điểm để bắt đầu. Phương pháp 3: Nói chuyện chính thức. 1. Hãy nói chuyện trực tiếp khi cả hai người đều vui vẻ và bình tĩnh. Nói chuyện này qua điện thoại hay tin nhắn sẽ khó vì bạn không quan sát được ngôn ngữ cơ thể của đối phương, hãy chọn thời điểm mà hai bạn cùng ở một nơi phù hợp. 2. Hãy hỏi xem bạn có thể nói về chuyện hẹn hò chính thức không. Hãy hít thở một hơi thật sâu trước khi mở lời, sau đó hỏi xem hai người có thể nói chuyện nghiêm túc về một mối quan hệ của mình không. Đừng lo, bạn biết là người ấy thích bạn nên không có gì phải lo lắng cả. 3. Xác lập quan hệ nếu người ấy đồng ý trở thành một đôi với bạn. Nếu người ấy thích bạn, bạn cũng thích người ấy và muốn cùng bạn trở thành một đôi thì hãy xác lập mối quan hệ để chắc chắn rằng hai người đều hiểu rõ ý của đối phương. Như vậy thì sẽ không ai mơ hồ về việc mình là gì của người kia nữa Nhiều người không thực hiện bước này nhưng tốt nhất thì chuyện gì cũng nên rõ ràng 4. Nếu người ấy có vẻ không thiện trí thì bạn có thể chọn chấm dứt hoặc vẫn hẹn hò như bình thường nếu cuộc nói chuyện chính thức không đạt được kết quả như bạn mong đợi thì hãy hít một hơi thật sâu nếu bạn thoải mái với việc tiếp tục hẹn hò và duy trì mối quan hệ bình thường thì hãy nói với người ấy nếu bạn mong muốn một mối quan hệ nghiêm túc và muốn chấm dứt thì hoàn toàn có thể làm vậy